chào mừng quay trở lại với Thách thức 21 ngày cùng Yobo. Có rất nhiều bạn cảm thấy rằng là khó ăn với những cái loại rau sống. Vì vậy cho nên là hôm nay Anna sẽ hướng dẫn bạn làm một loại nước sốt, có thể gọi là nước sốt quốc dân. Nước sốt quốc dân tức là bạn có thể cho vào bất kể một loại rau củ nào cả. Và ở đây thì Anna đã chuẩn bị một đĩa rau củ quả như thế này để chúng ta có thể cho nước sốt vào để chúng ta thưởng thức nhé. Để làm món nước sốt quốc dân này chúng ta sẽ cần những loại nguyên liệu như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ cần hạt điều. Tiếp theo là chúng ta sẽ có mè, một loại hạt rất là tốt của Việt Nam và luôn luôn sẵn có. Chúng ta sẽ có hạt hems. Hạt hems là một loại hạt mà có 31% là protein và đương nhiên là cũng giống như những loại hạt khác, nó rất giàu omega 3 và axit béo. Chúng ta sẽ cần nước táo ép, cần nước chanh ép. Ngoài ra bạn có thể thêm một chút muối hạt nhé, một chút muối hạt tùy theo khẩu vị của bạn. Bạn nên kiểm tra xem cái hạt điều của mình nó có bị ngâm muối hay không trước khi mà bạn thêm muối vào. Và bình thường nếu bạn có thể ăn được tỏi tươi thì bạn có thể cho vào một nhánh tỏi. Còn ở đây các cái bạn nữ xinh xắn của chúng ta thì thường ít ăn được tỏi tươi, cho nên là Anna sử dụng một chút thôi cái bột tỏi này này. Chúng ta sẽ cần hai cái loại rau rất là thơm, đó là rau thì là và rau rosemary. Cái rosemary này tiếng Việt gọi là rau hương thảo. Và nếu như mà bạn muốn mua thì bạn cứ đọc hẳn tên tiếng Anh của nó là rosemary ra, thì các cái nhân viên bán hàng sẽ biết giới thiệu cho bạn cái nơi mà có thể mua được cái loại này. Hoặc bạn có thể search ở trên siêu thị An Nam, lúc nào cũng có hết. Rồi chúng ta bắt đầu nhé. Vậy là chúng ta đã làm xong món nước sốt quốc dân rồi. Và vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món ăn của ngày hôm nay. Nếu bạn thích món ăn này, xin hãy cho Yobo một like, một share, hãy rung chuông và hãy đăng ký vào kênh YouTube của chúng tôi. Nếu bạn còn chưa tham gia thách thức 21 ngày thì đây chính là thời điểm phù hợp để bạn có thể bắt đầu. Xin chúc bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại. Yeah.